tỷ lệ suy dinh dưỡng cái cân nhẹ cân á, thì nó giảm tốt cái đến 2015 á, thì nó còn khoảng 14,1%, cho đến hiện nay còn khoảng 10 12% thôi nha, tới năm 2020 á, có vừa một cái báo cáo gần đây á. Còn tình trạng thấp còi á, tức là chiều cao thấp so với tuổi, thì nó cứ dao động từ năm 2000 cho tới năm 2015 thì nó còn tới 24,6%, và hiện tại nó còn khoảng cỡ 20 21% gì đó năm 2020, còn rất là cao. Tức là trong 100 đứa trẻ Việt trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi, nó có khoảng 20 đứa là nó bị lùn so với tuổi. Và nếu chúng ta không can thiệp được cái chiều cao này trước khi đứa bé nó dậy thì á, thì sau dậy thì rồi thì nó sẽ không có cao nữa, và nó sẽ không đạt được chiều cao tối đa. Trước đây các bạn thường nghe nói là chiều cao có thể mình cao tới năm 20 tuổi luôn, nhưng mà thực tế nó vẫn 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 cao đấy, nhưng mà nó không có cao nhiều. Sau khi dậy thì rồi, thì tức là sau khi trẻ trẻ trai nó xuất tinh rồi á, hoặc là trẻ gái có kinh rồi á, thì nó cao thêm một chừng một vài cm nữa thôi. Còn lại cái chiều cao mà nó tốt nhất là trước khi dậy thì á, cho nên mình phải can thiệp sớm cái đó. Và đa số là các bà mẹ ông bố thì không có quan tâm tới cái chuyện này nhiều lắm, tức là người ta thấy em bé nó vẫn phát triển bình thường, vẫn ăn vẫn chơi bình thường, nhưng mà không có kiểm tra cái chiều cao so với tuổi, mình không có so với biểu đồ đấy, thì không phát hiện được là nó bị thấp. Tới khi phát hiện ra rồi thì nó sẽ không có kịp, mình không thể bổ sung được nữa ha. Thì đó là cái tình hình dịch tễ học trong thời gian vừa qua. Các bạn thi là thi trắc nghiệm, nhiều lựa chọn, cho nên các bạn trong quá trình học bài mà chú ý những cái chi tiết, tức là những cái ý chính á, thì thường những câu trắc nghiệm thì các thầy cô thường hay cho những cái ý chính. Các bạn có thể tham khảo cái bộ đề đã được công bố đấy, thì các bạn có thể tham khảo nhi 1, nhi 2, nhi 3 là có bộ đề rồi, mấy ngàn câu đó. Các bạn có thể vừa học bài vừa xem cái bộ đề để mà mình có kiến thức. Thứ hai là mình làm bài nó tốt hơn. Thậm chí các bạn có thể vừa học, các bạn vừa tự cho câu trắc nghiệm vấn đề, tôi những cái ý chính đó, các bạn cứ nhớ. Ví dụ như nguyên nhân suy dinh dưỡng thì nó có những nhân lớn gì đó, chẳng hạn tôi ví dụ như nguyên nhân gây suy dinh dưỡng chọn câu sai, thì sẽ có ba câu đúng là những cái ý lớn này, và một cái ý nó lạ thì mình sẽ chọn ý đó, ví dụ như thế ha. Thì về nguyên nhân suy dinh dưỡng nó sẽ có là ba cái các cái nguyên nhân lớn, là giảm cung cấp các chất dinh dưỡng, trong đó thì thiếu kiến thức là quan trọng ha, nhiễm trùng và ký sinh trùng là cái nhóm thứ hai, và cái nhóm thứ ba là nhằm một số nguyên nhân thứ phát như là tăng nhu cầu, mất năng lượng, dị tật bẩm sinh. Thì đó là ba cái nhóm nguyên nhân lớn của suy dinh dưỡng trẻ em. Về phân loại tình trạng dinh dưỡng thì các bạn sẽ sử dụng cái biểu đồ để mình phân loại, thì nó có rất là nhiều cách phân loại, mà ở đây mình sẽ sử dụng cái biểu đồ phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2005 2007, cho tới bây giờ ta vẫn sử dụng cái đó. Trước đây thì mình không có cái biểu đồ đó, thì mình xài của Hoa Kỳ, mà từ sau này từ năm 2005 2007 thì mình xài của Tổ chức Y tế Thế giới, thì nó đại diện cho toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Cái khái niệm của mấy cái slide này các bạn cũng không cần phải nhớ, là mình biết cái khái niệm, tức là quần thể tham khảo tham chiếu đó, tức là các bạn muốn muốn đánh giá một đứa bé nó có suy dinh dưỡng hay không, có thấp chiều cao thấp cân nặng thấp gì đó, thì các bạn phải cân nó đo nó đứa bé xong thì bạn mới so với một cái chuẩn đó, người ta gọi là quần thể tham khảo tham chiếu ha. Thì mình có thể lấy độ lệch chuẩn mấy phần trăm gì đấy, mà cái bảng phân loại của mình ở đây thì mình sẽ sử dụng là cái bảng Z-score, tức là nó không có cái đơn vị. Chút xíu tôi sẽ chiếu lên các bạn xem nha. Trước đây thì mình đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng cấp tính thì dùng cân nặng theo tuổi, và hiện tại thì có hai chỉ số luôn, là cân nặng theo tuổi và cân nặng theo chiều cao, thì để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cấp tính. Còn mạn tính thì chúng ta sẽ dùng cái chiều cao theo tuổi, tức là cái tình trạng thấp còi đấy. Về mặt tiêu chuẩn phân loại thì cái này trong giáo trình đã có rồi, các bạn coi mình sẽ giờ tra một cái bảng biểu đồ. Thì sau khi bạn cân nặng theo tuổi nè, khi các bạn cân em bé rồi, xong mình lấy cái chỉ số đó mình so biểu đồ,
thì nếu cái chỉ số đó nó nằm ở dưới cái đường trừ 3 thì được gọi là nhẹ cân nặng, nó nằm ở trong cái đường từ giới hạn giữa cái trừ 3 và trừ 2, lớn hơn bằng trừ 3, bé hơn trừ 2 thì là nhẹ cân. Và nếu mà nằm trong cái đoạn trừ 2, lớn bằng trừ 2 và bé bằng cộng 2 thì nó là bình thường ha. Tương tự như thế thì cái chiều cao theo tuổi và cái chiều cao nó cũng có cái giá trị phân loại tương tự, chỉ có cái là cái tên gọi khác nhau, các bạn chú ý thấy không. Cân nặng theo tuổi này bình thường là cộng trừ 2 này ha, chiều cao bình thường cũng cộng cộng trừ 2, cân nặng chiều cao cũng là cộng trừ 2 bình thường, nhưng mà cái mấy cái kia đó thì nó sẽ khác là cái tên gọi. Ví dụ cân nặng theo tuổi mà nó dưới trừ 3 thì gọi là nhẹ cân nặng, còn chiều cao thì là thấp còi nặng, và cân nặng chiều cao là gầy còm nặng. Còn trừ 3 trừ 2 thì nếu mà cân nặng chiều cao gọi là gầy còm, bên chiều cao theo tuổi gọi là thấp còi, và bên cân nặng thì gọi là nhẹ cân, thì nó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi, còn cái mức phân loại thì nó tương tự như nhau nha. Rồi, tôi sẽ chiếu cái bảng lên để các bạn dễ hình dung nha. Ví dụ như cân nặng theo tuổi thì mình có cái bảng của trẻ trai và trẻ gái, ở đây tôi lấy trẻ trai ha. Ví dụ trẻ trai thì 0,5 tuổi. Đây thì các bạn thấy cái biểu đồ này nó có những cái đường như trừ 3, trừ 2, 0, 2 và 3 ha. Thì đây là weight for a boy, tức là cân nặng theo tuổi ở trẻ trai từ lúc sanh cho tới 5 tuổi theo giá trị z-score. Z-score thì nó là phân phối chuẩn, cho nên nó sẽ không có cái đơn vị phía sau, nó chỉ là trừ 3, trừ 2, 0, 2 và 3. Tôi ví dụ một cái đứa bé nó 1 tuổi, tức là 12 tháng đấy, các bạn cân nó được 10 kg thì các bạn sẽ chấm một cái điểm vào biểu đồ ở đây. Cái điểm cho 10 kg đây các bạn kéo qua mình chấm một chỗ 1 tuổi đây. Thì cái điểm này nếu nó nằm trong cái vùng mà từ trừ 2 tới cộng 2, các bạn thấy hai cái đường màu đỏ nè, từ 2 cộng 2 thì nó là tất cả những điểm nào nằm trong đây thì nó là bình thường ha. Nếu cái điểm này mình chấm nó nằm ở trong giữa cái đường trừ 2 và đường trừ 3 này, ví dụ nó chỉ khoảng cỡ 9 kg, xin lỗi, ở chỗ này là 1 tuổi là nó khoảng 7 kg, khoảng 7 kg tới 7 kg mấy á, thì nó sẽ là nhẹ cân. Và nếu nó nằm dưới này luôn, nó khoảng 6 kg thôi, dưới đường trừ 3 nè, tất cả những điểm nào nằm dưới đường trừ 3 này thì nó là nhẹ cân nặng ha, theo cái biểu đồ nãy mình vừa nói đấy. Hoặc là cái chiều cao theo tuổi ở trẻ trẻ trai trẻ gái cũng như thế, dù 0,5 tuổi ở nãy trai mình là nó trẻ gái ha. Đây. Các bạn thấy cái biểu đồ này là gì? Len hoặc là high five girls từ lúc sanh đến 5 tuổi, tức là chiều dài nằm hoặc chiều cao đứng ở của trẻ theo tuổi ở trẻ gái. Tại sao nó có len và high đây? Len tức là chiều dài nằm từ 0 cho tới 2 tuổi, các bạn sẽ đo là chiều dài nằm cho em bé nằm trên cái thước nằm mới đo. Từ 2 tuổi trở lên các bạn sẽ đo chiều cao đứng nên nó có chữ 2 ha. Thì ở đây các bạn thấy trong biểu đồ á, tới chỗ 2 tuổi này nó có một cái điểm gãy, nó đang đi lên nó sập xuống chút xíu thôi, bạn thấy cái biểu đồ là có điểm gãy. Đây là cái sai số của hai phương pháp đo khác nhau, tức là nó cùng một cái đứa đứa bé đó 2 tuổi, nhưng mà nếu mình đo đo nằm á thì có vẻ nó hơi dài hơn cái nó đứng xíu, tại vì có thể đứng nó sai số là nó giờ nó dồn cái khớp lại chút xíu nha. Đây là sai số của hai phương pháp đo chứ không phải đứa bé nó đang phát triển tới đây nó bị lùn lại nha, đó là sai số đo thôi của phương pháp đo, và các bạn chú ý vô đó. Ví dụ của một đứa 1 tuổi, các bạn đo nó được chiều dài nằm nó là 75 cm, tôi ví dụ mình chấm ở đây được 1 điểm, thì tất cả những cái điểm nào các bạn đo bạn chấm nó nằm trong
cộng trừ 2 này thì nó được gọi là bình thường. Nếu mà nó nằm khoảng đường trừ 2 tới đường trừ 3 chỗ này nè thì nó là thấp còi, và nếu mà nằm khoảng dưới trừ 3 ví dụ 65 cm thôi trở xuống, tất cả những điểm là nằm vùng này thì nó là thấp còi nặng nha, chỉ phân loại thế thôi. Cái biểu đồ này tôi sẽ gửi mail file cho các bạn có thể chia sẻ trên Zalo hay gì đó, rồi các bạn in ra hoặc là đi mua cũng được để mình sử dụng. Khi đi tới lâm sàng thì phải có cái cuốn này để mình sử dụng, mình làm bài tập ha. Tí xíu tôi sẽ cho bài tập các bạn làm trong một cái phần phần kế tiếp. Tương tự như thế thì cái bảng cân nặng theo chiều cao, ví dụ ở trẻ trai đi, các bạn thấy đây là có một cái trục tung, nó là cái cân nặng quay ha, trục hoành nó là cái chiều cao, là cái chiều dài len. Tại vì sao, từ 0-2 tuổi là đo chiều dài nằm nên nó là quay for len, còn nếu mà từ 2 tuổi tới 5 tuổi nó lại là hai for quay, quay for hai ha, tức là cái chiều cao đứng á, như nãy mình vừa nói, tức là đo chiều dài nằm hoặc là chiều cao đứng. Ví dụ một cái đứa mình đo được 75 cm và mình cân nó được khoảng 10 kg thì các bạn sẽ chấm được cái điểm ở đây, điểm giao nhau giữa 10 kg này và 75 cm, thì cái điểm này á, nó nằm trong cái vùng cộng trừ 2 thì tất cả là bình thường. Nếu cái điểm này nó nằm giữa hai đường trừ 2 trừ 3 đấy, thí dụ như nó 75 cm mà nó có 8 kg ví dụ thế, thì nó gọi là gầy còm. Và ví dụ như nó chỉ có 7 kg thôi mà 75 cm nó nằm tốt dưới đường trừ 3 luôn thì nó là gầy còm nặng ha. Thì đó là ba cái phân loại mà tôi vừa trình bày ở trên bên cái slide vừa rồi ha. Đó. Thấp còi, gầy còm, gầy còm nặng, thấp còi nặng như vậy đó ha. Và tiếp theo nữa là cái BMI, tức là nãy giờ mình nói là cho trẻ từ 0 đến 5 tuổi, nhưng mà nếu trên 5 tuổi thì các bạn sẽ dùng cái bảng BMI theo tuổi và giới. BMI được tính bằng cân nặng, tính bằng ký chia chiều cao bình phương, có chiều cao tính bằng mét thì nó ra là đơn vị là kg trên mét vuông. Thì cái mức phân loại nó hơi khác chút xíu, hồi nãy của mình là cộng trừ 2 là bình thường, thì bây giờ nó là trừ 2 tới cộng 1 là bình thường nha. Trừ 2 trừ 3 thì được gọi là gầy, và dưới trừ 3 thì gọi là gầy nặng. Thì mình cũng có cái bảng BMI để các bạn xem từ 5 đến 19 tuổi đây. Thì các bạn có cân nặng với chiều cao rồi, các bạn sẽ chia cái BMI nó ra, mình được một cái giá trị BMI là kg trên mét vuông ấy. Thì trục tung đây là BMI ha, cái giá trị mình chia được đấy. Còn trục hoành thì nó là cái lứa tuổi từ 5 tới 19 tuổi, nó tính tới tháng luôn đó, các bạn coi tới tháng luôn ha. Tôi ví dụ một cái đứa bé nó khoảng cỡ 10 tuổi đi. 10 tuổi các bạn tính BMI nó được khoảng khoảng cỡ 16 gì đó, 16, 15 gì đó, ví dụ nằm đây. Mình chấm được điểm. Thì khi những cái điểm mình chấm nó nằm trong giữa cái đường trừ 2 và cộng 1 đây thì nó là normal, là bình thường ha. Nếu cái điểm đó nó nằm từ trừ 2 tới trừ xuống tới trừ 3 đó, đây là BMI nó khoảng cỡ 13, 12 mấy gì đó ha, thì nó là gầy. Và nếu mà nó dưới luôn, nó khoảng cỡ 12 luôn á, thì nó là gầy nặng ha. Thì cách phân loại là như thế, và mình sẽ sử dụng cái bảng này để đi lâm sàng và làm bài tập luôn ha, và khi làm bệnh án đó, thi được cũng có ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Về lâm sàng thì nó có sinh dưỡng trước sanh và sinh dưỡng sau sanh. Sinh dưỡng trước sanh thì gọi là sinh dưỡng bào thai, tức là nó sinh dưỡng trong quá trình mang thai cho đến lúc sanh ra. Thì cái định nghĩa đơn giản thôi, tức là trẻ sanh ra đủ tháng, sanh thừa sanh mổ gì không cần biết, nhưng mà sanh đủ tháng mà có cân nặng dưới 2.500 gram thì được gọi là sinh dưỡng bào thai. Mức độ nhẹ là chỉ có cân nặng giảm thôi, và mức độ vừa đó thì có cân nặng giảm, chiều cao nó giảm dưới 48 cm ha, tại vì cái bình thường là 48-50 vòng đầu bình thường. Còn nếu mà có sinh dưỡng bào thai nặng là cả ba chỉ số là cân nặng, chiều cao, vòng đầu đều giảm hết thì được gọi là sinh dưỡng bào thai nặng ha.
Đây là một đứa suy dinh dưỡng bào thai, các bạn nhìn thấy nó có da với xương thôi nè. Dinh dưỡng sao xanh thì nó có chia ra là dinh dưỡng thể nhẹ và thể nặng. Thể nhẹ thì nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cái là đứng cân, sụt cân, ví dụ như nhẹ cân, còi này kia đó, nhưng mà những cái biểu hiện nặng thì nó không có, nó không có gì đặc biệt, nó chỉ có một số như là mất lớp mỡ dưới da, nhìn nó ốm, nó không tăng cân gì kia đó. Còn suy dinh dưỡng sao xanh mà mức độ nặng nó sẽ có ba cái thể, thể lớn là thể phù, thể teo đét và thể hỗn hợp. Thì đặc điểm của từng cái thể này các bạn sẽ coi trong tài liệu thì đã có rồi ha. Thể phù nó có những cái đặc trưng như là có phù nè, có rối loạn sắc tố da nè, có gan to, có tiền sử ăn bột kéo dài. Đây là một cái đứa phù đây, rồi thấy nó tròn quay không, nhưng mà cái da nó thấy có vấn đề đúng không. Đây là một đứa bé 6 tháng, nó ăn bột từ lúc 3 tháng, ăn bột ký mua ngoài chợ, sau thời gian thì nó tròn như thế và da nó bị nhiễm trùng, nó viêm như thế. Đây là cái da của em bé đó, cái da tay và chân đấy, bạn thấy nó rất là ghê ha. Là sắc tố da đấy, kèm thêm viêm da luôn. Ngoài ra cái thể phù nó còn có những cái biểu hiện biến nặng ở các cơ quan khác như là thiếu vitamin D, thiếu A, thiếu máu nè, biểu hiện ở tim, ruột, tụy và não vân vân. Thì các bạn sẽ tham khảo trong giáo trình, tôi viết cũng khá là chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Đây là một bé thể phù này, thể phù đây nha. Cái lâm sàng nặng thứ hai là thể teo đét. À, nhắc lại chút xíu chỗ thể phù á, các bạn thể phù để các bạn dùng cái bảng phân loại hồi nãy mình vừa nói đó, mình phân loại có thể nó không chính xác cái chỗ cân nặng nha, tại vì nó có phù quá cho nên cân nặng nó có thể không chính xác. Mình vẫn phân loại được chiều cao này đó, nhưng mà cái cân nặng có thể không chính xác, còn những thể khác thì phân loại thì ok. Thể nặng thứ hai là thể teo đét hay còn gọi là marasmus. Cái thể này thì nó gọi là bị chết đói đó, tức là không có gì ăn hết trơn. Thể phù vừa rồi thì có ăn ăn bột nhiều quá, bị rối loạn chuyển hóa tinh bột, còn thể teo đét thì không có gì ăn hết. Tuy nhiên thì tiên lượng cái thể này thì nó nhẹ hơn thể thể, thể phù. Cái biểu hiện của nó thì chỉ còn da với xương thôi, mà dân gian mình hay gọi là ban khỉ, nó mất toàn bộ lớp mỡ và lớp cơ luôn, còn da với xương thôi. Thể này thì không có gan to như cái thể vừa rồi, cũng có biểu suy tim này nhưng mà ít hơn, có tổn thương rồi niêm mạc ruột tiêu chảy cũng nhẹ hơn thể phù ha. Đây là những đứa bé nó bị teo đét đây, chỉ còn da với xương nha. Các bạn nhìn ở đây gọi là ban khỉ đấy, giống giống như con khỉ không nha. Đây cũng là thể thể teo đét, bé này là Việt Nam ha, ở Lào Cai. Các bạn nào đọc báo thì chắc thấy ha. Còn cái thể nặng thứ ba đó là thể hỗn hợp. Đây là cái thể mà thể phù mình điều trị xong nó hết phù nó teo lại, nhưng mà nó còn những dấu vết của cái đặc điểm của thể phù, ví dụ như nó teo đét nhưng mà nó có gan to nè, nó còn biểu hiện của những cái đó là sắc tố da cũ á, nó vẫn còn một cái đó. Là một bé thể hỗn hợp. Về xét nghiệm của suy dinh dưỡng thì đa số nói chung là những đứa suy dinh dưỡng thể nhẹ vừa thì người ta điều trị ở nhà cho nên cũng không có nhập viện. Còn lại những thể nặng á, hoặc là kèm những bệnh lý đi kèm biến chứng này kia đó thì bé nó mới nhập viện, thì mình sẽ cho làm những cái xét nghiệm ví dụ như công thức máu để xem có thiếu máu không, có thiếu thử đạm máu albumin nó có giảm đạm máu hay không, thử một số men chuyển hóa và cho xét nghiệm nước điện dạ, xét nghiệm cái điện giải đồ để coi có rối loạn điện giải không, xét nghiệm bộ mỡ, rồi xét nghiệm cái phản viêm, cái nó có viêm hay không, nhiễm trùng hay không, như là cái CRP, rồi calcitonin chẳng hạn.
rồi thử chức năng gan coi nó có bị suy chức năng gan hay không, tức là trong thể phụ nó có gan thoái quá mỡ đấy, thì mình có thể cho và một số xét nghiệm đi kèm mà cái bệnh lý nó có nhập viện đó, thì mình cho thêm những xét nghiệm đó. Về mặt điều trị suy dinh dưỡng thì các bạn thấy là ở thể nhẹ và vừa thì chỉ điều trị ở nhà kèm theo tư vấn dinh dưỡng để cho cải thiện chế độ dinh dưỡng cho em bé thôi. Còn ở thể nặng hoặc là có thể vừa nhưng mà nó có biến chứng, nó có kèm theo những bệnh lý nhiễm trùng này kia đó, thì chúng ta sẽ cho nhập viện và điều trị theo cái 12 bước phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì 12 bước này á, nói thì nó ngắn gọn nhưng thật ra các bạn phải đọc rất là nhiều bài, ví dụ như điều trị đánh giá mất nước có độ điện giải thăng bằng kiềm to á, cái này là đọc cả tuần chưa hết nên nó cái mảng rất là lớn nha. Rồi nhiễm trùng ký sinh trùng thì nó lại liên quan đến nhiễm cái phần của nhiễm, rồi vi sinh ký sinh và kháng sinh điều trị rất là nhiều ha. Sốt rét thì nó là một cái bài sốt rét. Rồi, vitamin A thì tí xíu thì chúng ta sẽ bàn tới cái bài đó, điều trị lượng tấn công. Thiếu máu thì thường thường là do thiếu sắt và do là giảm chỉ số hemoglobin đó, thì chúng ta cũng phải điều trị thiếu máu cho nó. Rồi vitamin và khoáng chất thì cũng phải bổ sung, cho uống vitamin, cho khoáng chất là axit folic, đa sinh tố tức là multivitamin đấy, cho ăn sớm. Công thức F75 tức là trong 100 ml có 75 kcal ha. Còn sữa năng lượng cao thì là F100 mà trong 100 ml có 100 kcal, thì đây là có cái F100, F75 thành phần của nó. Cái này thì các bạn không cần nhớ thôi, mấy con số thì không cần nhớ đâu, mình chỉ biết là F75 là trong 100 ml có 75 kcal, xin lỗi, F75 ở trong 100 ml có 75 kcal và F100 là trong 100 ml có 100 kcal ha. Rồi điều trị một số cái biến chứng như là hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, cả canxi, suy si tim này kia đó. Rồi phải có sự phối hợp của chăm sóc của gia đình ha. Nếu mà mình chỉ điều trị này kia thôi mà gia đình không hợp tác thì cái khả năng thất bại rất là cao. Và trước khi trẻ xuất viện thì mình cần phải tư vấn dinh dưỡng, giáo dục kiến thức về dinh dưỡng và kiến thức chăm sóc trẻ bệnh cho người nhà, cái người chăm sóc trẻ đó, và phải hẹn tái khám để coi coi nó có phát triển theo biểu đồ tăng trưởng hay không. Thì đó là cái phần lâm sàng và điều trị của suy dinh dưỡng trẻ em. Còn cái phần dự phòng á, cái lưu đồ này các bạn có thể tham khảo trong trong cuốn phác đồ điều trị nhi khoa của bệnh viện Nhi đồng 1 ha. Về cái 12 bước này ta tóm tắt là thành những cái bước cho nó dễ dễ nhìn đó. Dĩ nhiên trong điều trị thì cũng có thất bại, đôi khi phải thất bại chứ không phải là ca nào mình cũng thành công. Khi nó đến nhiễm trùng nặng, bệnh nặng quá, đến trễ quá thì cũng không có cải thiện được, hoặc là người nhà không có hợp tác ha. Còn cái phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia thì các bạn có thể tham khảo trên website của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, viendinhduong.vn ha, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái chương trình đó, tại vì nó rất là dài mà nó cũng không phải là mục tiêu chính của các bạn. Đó là mình chỉ biết ví dụ như tới thời điểm hiện tại thì cái suy dinh dưỡng nhẹ cân nó còn chừng nhiêu, thấp còi còn chừng nhiêu, gầy còm chừng nhiêu đó, mình biết là ví dụ năm 2020 nè coi nó còn nhiêu, thì mình có thể mình tham khảo trên website mình coi thêm. Tại vì mỗi năm tới 10 năm mình có một cái chương trình của Viện Dinh dưỡng đưa ra được thủ tướng phê duyệt để mà mình tiến hành, mình góp phần để mà giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em Việt Nam, thì nó có rất là nhiều chương trình. Phòng chống suy dinh dưỡng là một trong những chương trình đó. Ví dụ có chương trình phòng chống thiếu máu thiếu sắt ở bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi, chương trình phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp ARI, xưa là chương trình phòng chống tiêu chảy cấp, rất là nhiều chương trình. Tức là những cái bệnh lý nào nó gây nên, hoặc là chương trình phòng chống thiếu vitamin A gây mù mắt, mù lòa xưa đó, bây giờ vẫn còn triển khai đấy. Tức là những cái bệnh lý nào mà nó gây ra tỷ lệ tử vong cao
nó nguy cơ tử vong cao, nó chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng, thì người ta thường có chương trình phòng chống nó để làm sao khi mà đưa nó về cái tỷ lệ dưới 5% của cộng đồng thì mới đạt mục tiêu là hết cái bệnh đó. Thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái nội dung của cái chương trình phòng chống sinh quốc gia trên website của Viện Dinh dưỡng ha, thì rất là rõ, mình không có nói thêm. Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2011-2020 là chúng ta vừa thực hiện được 10 năm rồi, cũng vừa tổng kết rồi và cũng vừa vừa báo cáo xong đó, thì các bạn cần thì tôi có thể gửi các bạn thêm tham khảo thêm, nhưng mà đó là bên mảng dự phòng nhiều hơn. Nói chung á, cái phần suy dinh dưỡng thì các bạn thứ nhất là các bạn nắm được các cái nguyên nhân, nắm được cái lâm sàng của những cái thể suy dinh dưỡng bào thai, suy dinh dưỡng nặng đó, và các bước điều trị, thì cố gắng làm sao để mình để mình đưa tỷ lệ suy dinh dưỡng trong cộng đồng ở trẻ em dưới 5 tuổi về cái mức thấp, tốt nhất là dưới 5% thì mới đạt được cái yêu cầu ha. Nhưng mà hiện tại thì cái đó thì chưa có đạt được, nhất là cái tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi là bị lùn đó, thì nó còn rất là cao, chiếm khoảng cả 20% thì rất là cao. Chúng ta cố gắng đưa nó về một cái đứa bình thường về cả trí não lẫn về thể chất, là thể chất tinh thần nó bình thường đó, phát triển tốt đó. Tại vì đầu tư cho một con người, nếu mà chúng ta đầu tư không có ok, không tốt đó, thì sau này nó sẽ là gánh nặng cho xã hội. Ví dụ sanh ra đứa nó không bình thường, nó không có lao động trí óc chân tay được hết, ví dụ bại não này kia đó, nó đần độn chẳng phát triển, thì coi như mình đầu tư lỗ rồi ha. Mà đầu tư về trí não thì nó thực tế là nó chỉ có tốt nhất là 3 trong vòng lúc thời gian mang thai và 2 năm đầu sau sanh đó. Các bạn có sẽ nghe một số cái hội nghị hoặc là trên báo, trên đài, những cái chương trình dinh dưỡng bây giờ người ta hay nói là 1.000 ngày vàng đầu đời đấy rất là quan trọng để phát triển trí não cho em bé. Nhưng mà qua 1.000 ngày đó, tức là qua 2 tuổi rồi á, thì mình muốn đầu tư cho em bé thông minh hơn thì cũng không được ha. Tại vì sao? Em bé sau khi 2 tuổi á, là cái não của nó tế bào và cái số lượng nó cũng đã gần như người lớn rồi ha. Cho nên nếu mà không đầu tư tốt cho nó trong giai đoạn đó thì sau này dù cho nó ăn cái gì vô, nó có thể nó mập lên, nó cao lên, nhưng mà IQ nó cũng không cải thiện được ha. Cái này rất là quan trọng. Còn cái thể chất thì tôi nói các bạn từ đầu rồi đó, thì mình đầu tư có thể tới tuổi dậy thì, tức là dĩ nhiên là phải đầu tư xuyên suốt, nhưng mà tới tới tuổi dậy thì nó sẽ không có cao tốt nữa, cho nên mình phải đầu tư trước đó cả quá trình từ lúc mang thai cho đến dậy thì nha. Thì đó là cái phần trình bày của tôi về cái bài suy dinh dưỡng. Cái bài này yêu cầu về thực hành, nhưng các bạn chỉ cần cân được nó, bé đo được chiều cao ha, chiều dài đó, là mình phân loại được dựa vào bảng phân loại. Và cái thứ hai nữa là mình hỏi được cái tiền sử dinh dưỡng, thì cái đó đi lâm sàng sau này tôi sẽ dẫn thêm, tức là mình hỏi cái tiền sử đó để mình tìm ra yếu tố nguy cơ tại sao em bé nó bị suy dinh dưỡng. Thì cái đó sẽ phối hợp nhiều bài, bao gồm cả bài suy dinh dưỡng, bài nhu cầu dinh dưỡng, sữa mẹ ăn dặm và bài vitamin AD. Mình sẽ phối hợp với cái đó để mình hỏi ra cái yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng trên em bé. Nó thì sẽ là gặp lại ở phần lâm sàng ha. Chắc là tôi sẽ nói luôn liên tục hết 3 bài nha các bạn. Không không cần ghế lao ha, các bạn học online thì các bạn có thể tự ghế lao được ha. Rồi bài kế tiếp là bài dinh dưỡng trẻ em.
Và tiếp theo tôi sẽ nói cái phần dinh dưỡng cho em. Thật ra ngày xưa cái bài này nó bao gồm 3 bài ha, tức là nuôi con bằng sữa mẹ, rồi ăn dặm và nhu cầu dinh dưỡng cho em. Nhưng mà sau này do cái yêu cầu chương trình các bạn học tín chỉ mà tự học nhiều hơn, cho nên là sẽ gom lại thành chung một bài. Cái bài này nó sẽ có phần bài tập. Sau khi các bạn học thì có phần bài tập các bạn sẽ tự làm, rồi khi mà tới phần thực hành lâm sàng tôi sẽ sửa mấy bài này để cho các bạn. Thì đi thi giữa kỳ lâm sàng này kia đó thì sẽ có cái nội dung này nha. Như đã nói thì mục tiêu nó có 3 phần đó, tức là phần sữa mẹ, phần ăn dặm và phần cái nhu cầu dinh dưỡng nha. Thì mình sẽ nắm được cái tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ, thì cái này đã nói từ đó giờ rất nhiều rồi nha. Ví dụ như sữa non nè, cho trẻ bú sữa mẹ nè, một số cái biến cố khi cho bú, rồi không có sữa mẹ thì nuôi bằng sữa gì. Cái thứ hai là cái nguyên tắc ăn dặm và hướng dẫn nuôi con, nuôi dưỡng cho trẻ. Rồi cái nội dung thứ ba là cái vai trò nguồn cung cấp và tính được nhu cầu của các chất đường, đạm béo, vitamin, nước khoáng ha. Đó là cái nội dung của bài này, nó cũng khá là dài đấy. Mà cái trong tài liệu thì đã có viết đầy đủ rồi, các bạn sẽ tham khảo và mình tham khảo thêm cái câu hỏi trắc nghiệm để mình làm bài cho tốt nha. Trước giờ các bạn cũng nghe nói nhiều rồi, sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì bạn nghe quảng cáo sữa lúc nào cũng phải đọc câu đó trước. Thật ra đó là quy định, nên muốn mà quảng cáo những sản phẩm thay thế mà sữa mẹ đó thì phải quảng cáo sữa mẹ trước. Nhưng mà các bạn thấy rằng người ta quảng cáo, người ta đọc cái câu đó rất là nhanh. Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển trẻ sinh trẻ nhỏ, đọc rất là nhanh. Còn lại cái người ta quảng cáo tới sữa bò này kia đọc chậm chậm lại. Thì đó là một cách người ta ăn gian đấy. Thật ra là sữa mẹ lúc nào cũng là ok. Ở đây là nó là sữa mẹ tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sinh trẻ nhỏ nha. Còn một chút xíu tôi sẽ bổ sung thêm cái điều kiện nữa. Thứ hai là tốt nhất chứ mà chưa chắc là ngon nhất nha. Tại vì có một mình anh sữa mẹ phải sử dụng, phải uống thôi chứ chưa chắc nó ngon mà sữa ngoài đâu. Cái đó thì em bé đánh giá ha. Mình không chắc. Như vậy thì những cái nội dung của nuôi con sữa mẹ quan trọng là có thức ăn lý tưởng, là dễ tiêu hóa, dễ hấp thu ha. Rồi chống các bệnh dị ứng nè, giúp cho myelin hóa sợi thần kinh, giúp cho trẻ thông minh hơn, giúp cho kế hoạch gia đình và giảm tỷ lệ ung thư vú. Đó là những cái tầm quan trọng nha. Sữa mẹ thì nó có sữa non và sữa vĩnh viễn. Sữa non thì có một trong 1-2 tuần đầu sau sanh á, mà tốt nhất là trong nửa giờ đầu sau khi sanh, cho nên là phải cho em bé bú sữa non là rất là quan trọng. Tại vì có rất nhiều yếu tố cần thiết cho em bé trong giai đoạn đầu khi mới chào đời, năng lượng cao nè, vitamin A vào gấp 10 lần sữa vĩnh viễn nha. Đây là những cái đặc điểm mà có thể cho trắc nghiệm rất là dễ dàng, nên các bạn chú ý nha. Ít canxi, phát pho so với sữa vĩnh viễn, nó phù hợp với chức năng thận còn non trong những cái tháng đầu đời của em bé nha. Rồi đặc điểm đó là đặc điểm về dinh dưỡng nè. Thứ hai, đặc điểm chống nhiễm khuẩn của sữa non, nó có chứa rất là nhiều cái yếu tố kháng khuẩn ha. Nhưng mà chú ý là nó giảm đi rất nhanh từ giờ thứ hai sau khi sanh, cho nên trong giờ đầu sau sanh là rất là quan trọng của sữa non ha. Rồi những lợi ích khi bú sữa non sớm cũng có sẵn trong tài liệu, các bạn tham khảo thêm nha. Như là giúp mẹ lên sữa non nhanh, cơ hội tử cung sớm, giảm mất máu, tránh được áp xe vú ha. Còn sữa vĩnh viễn thì nó sẽ ổn định từ tuần thứ ba trở đi trong sữa vĩnh viễn thì cũng có chứa rất là nhiều chất, chia tới 7 nhóm đó, nó cần thiết cho em bé ha. Thì sẵn ở đây tôi mới nói thêm là cái câu quảng cáo sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển cho sinh và trẻ nhỏ mình, nhưng mà mình phải kèm cái điều kiện là bà mẹ phải ăn đủ đa dạng các chất và uống đủ nước thì nó mới đủ về số lượng và chất lượng. Chứ mà nếu mà mẹ ăn kiêng cữ thì cái sữa đó nó sẽ không có đạt. Bản thân bà mẹ là cần khoảng 2 lít tới 2,5 lít nước một ngày nè.
Bây giờ bà vô bà cho con nuôi con bằng sữa mẹ mà uống có 2 lít nước thì chắc chắn là bà nó sẽ thiếu sữa, tức là số lượng không đạt chất lượng. Ví dụ như ăn kiêng cữ chứ ăn kho tiêu kho quẹt thì chắc chắn là cái sữa đó nó không đủ chất dinh dưỡng ha. Cho nên mình cần cái điều kiện là bà mẹ phải ăn đa dạng đủ chất và uống đủ nước thì cái sữa đó mới ổn định về số lượng và chất lượng được nha. Còn nếu không á, mình cho em bé uống sữa bò mà mẹ ăn kiêng cữ uống em bé uống sữa bò thì chắc chắn cái đứa mà nó uống sữa bò nó sẽ sữa công thức đó, nó sẽ tốt hơn cái đứa mà con của bà mẹ mà ăn uống kiêng cữ nha. Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Và chú ý là có một số chất độc có thể từ máu mẹ nó vào trong sữa nó gây cho em bé có thể ngộ độc luôn nữa ha, thì mình chú ý chất đó. Và các cái gia vị như là có mùi nặng mùi hành tỏi tiêu ớt nó có thể qua được sữa mẹ nó làm cho sữa có cái mùi bất thường thì có thể làm cho em bé nó bỏ bú. Đây là cũng là một cái chú ý khi cho nuôi con bằng sữa mẹ. Có một số cái yếu tố làm giảm lượng sữa mẹ trong ngày thì bạn cũng chú ý bạn bạn xem. Tại vì sao thì có thể là mình hỏi bà mẹ có những cái gì mà mình giúp đỡ được thì mình giúp cho bà mẹ có giữ được nguồn sữa cho tốt. Dĩ nhiên những chuyện gì nó xảy ra rồi thì mình không thể can thiệp được, ví dụ như nó sanh rồi giờ gặp là bà mẹ lúc đó là cả một cái tháng bé 1 tháng tuổi rồi cho bú chậm sao đẻ thì sao mình can thiệp được nha. Ví dụ như tăng cân không đầy đủ khi mang thai bây giờ sanh mất tiêu rồi can thiệp sao được. Ví dụ bà dùng mấy cái thuốc chế nè, chế tiết sữa thì mình có thể mình thay đổi cái nhóm nào nó không ít ảnh hưởng tới tiết sữa chẳng hạn. Hoặc là lao động nặng này kia đi làm sớm thì mình có thể mình can thiệp mình tư vấn để gia đình có đi làm sớm, hạn chế lao động nặng. Tại có rất nhiều bà mẹ gia đình khó khăn ấy, người ta phải đi làm sớm ấy, lao động nặng. Cái stress là cái rất là thường gặp để làm cho bà mẹ bị giảm sữa và mất sữa sau sanh. Stress hay người ta còn gọi là trầm cảm sau sanh có thể gặp rất nhiều ở các bà mẹ sau khi sanh, cho nên mình chú ý bà mẹ có được thoải mái về tinh thần hay không thì để giúp cho tạo sữa tốt hơn. Hoặc là đi bà mẹ cho em bé nó uống khoảng thời gian với hai cử lâu quá thì nó làm cho cái tiếng tiếng nó feedback lên là ở lúc nào cũng còn sữa thì nó là feedback âm, thì khi đó từ từ nó sẽ thì không tiết sữa luôn để làm giảm lượng sữa nha. Nói chung là sữa mẹ sẽ tiết ra nhiều đầy đủ khi mà em bé nó bú nhiều, tức là có cung thì có cầu thì có cung, nhưng mà với điều kiện là mẹ phải ăn uống đủ chất như tôi nói hồi nãy ha. Rồi một số cái biến cố xảy ra khi nuôi con bằng sữa mẹ cũng có thể có như là tắc tia sữa này, áp xe vú, rồi đầu vú bà mẹ bị nứt nẻ bị khô, rồi đầu vú ngắn tụt vào trong hay dân gian mình gọi là vú miệng đĩa đó. Hoặc là bà mẹ thiếu sữa thì những cái vấn đề này mình có thể mình trao đổi là mẹ để có thể giúp cải thiện cho tốt hơn, phòng ngừa những cái vấn đề này khi mà nuôi con bằng sữa mẹ. Thì trong tài liệu tôi cũng có trình bày, các bạn có thể tham khảo thêm. Còn cách cho trẻ bú thì bú sớm nên chi để hưởng cái lượng sữa no hồi nãy mình đã nói, mình nên cho bú cả ngày lẫn đêm trong cái những ngày đầu tiên sau sanh, trong nửa tháng đầu á. Mình nên là cho bé bú tôi mình nó tư thế bà mẹ tư thế ngồi rồi để tránh lọc sữa này kia. Tại vì sao khi em bé nó sơ sinh đó, mới sanh đó, thì cái trương lực cơ của cái tâm vị nó chưa có tốt, cho nên em bé dễ bị nôn trớ. Thứ hai là cái dạ dày em bé nằm ngang cho nên là nó dễ bị ọc sữa hay là bị nôn trớ. Thì mình sau khi cho em bé nó bú xong thì ẵm đứng lên, khi nó ở hơi thì một cái thì cho mới nó nằm xuống, mà khi nằm thì lúc nào cái đầu cái là cái trục cơ thể nó phải nghiêng góc để mà đầu cao hơn cái mình để không có bị ọc sữa nha. Ngoài ra bổ sung thêm vitamin D thì kia nó để cho em bé nó không có bị thiếu D, không bị còi xương, thì cái bài còi xương tí xíu nữa mình sẽ bàn tới. Còn thời gian cho nuôi con sữa mẹ thì thường là 12 tháng. Mình gọi thời kỳ nhũ nhi là 12 tháng nha. Có thể tới 24 tháng tùy trường hợp.
rồi cho em bé ngậm bắt vú đúng là mình có thể tham khảo thêm trên trên mạng cũng có, cũng cũng có nhiều tài liệu về nuôi con sữa mẹ đó. À, thì mình khi mình bê cho bà mẹ hướng dẫn bà mẹ cái này là tập trong quá trình bà mẹ mang thai đã tập rồi, mình tập cái mô hình em bé giả cũng được để cho bà mẹ bà quen cái tư thế ẵm cho em bé bú đó. Đầu thân trên một đường của em bé trên đường thẳng nè, cái mặt với đối diện cái núm vú nè, rồi toàn bộ thân em bé được bà mẹ đỡ chứ không chỉ có đỡ cổ với vai thôi nha, nó mới vú tốt được. Trước khi cho bú thì mình cho em bé chạm vú vào môi để cho nó mở miệng ra, rồi làm sao cho nó ngậm vô á, là nó ngậm được cả hết cái quầng vú của bà mẹ thì nó bú mới tốt được, chứ không phải là chỉ có ngậm ngậm cái núm vú không nha. Tư thế không đúng là cổ nó bị xoay nè, trẻ nó xoay ra ngoài nó chỉ ngậm cái núm vú không ha, bà mẹ chỉ đỡ cổ và đỡ đầu của em bé thôi đó. Thì cái hình minh họa như thế này, khi cho em bé nó bú thì chọc cho nó hạ miệng ra trước, cho nó ngậm vô thì các bạn thấy là nó ngậm được cả cái quầng vú á, môi trên và môi dưới em bé le ra đây, nó le ra hai hướng mà nó ngậm hết cái quầng vú của bà mẹ thì nó bú mới tốt được ha. Còn trường hợp này bạn thấy là sao, em bé chỉ ngậm được cái núm vú thôi thì đây là tư thế ngậm bắt vú không tốt nha, không đúng. Có những cái quy định để mà nuôi con bằng sữa mẹ tốt á, thì ví dụ cho nghỉ hậu sản 6 tháng đây, luật quốc tế về kinh doanh sữa và sản phẩm thay thế sữa mẹ thì phải sao quảng cáo sữa mẹ trước, như mình đã nói từ đầu sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì đó là cái phần của nuôi con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ có tất cả các chất cần cho em bé, mình muốn vậy thì bà mẹ phải ăn đủ mấy chất này nó mới có ha. Thứ hai là sao, đây là cái mấy cái tranh tuyên truyền mà hay dán rất nhiều nơi, các bạn có thể thấy trong 6 tháng đầu cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ ha, không nước, không sữa bột, không ăn bổ sung. Cái chữ không này không có nghĩa là cấm nha, cho nên rất nhiều bà mẹ hỏi tôi á, sau khi sanh người nhà hỏi bác sĩ ơi con của tôi hoặc cháu của tôi bị cấm uống nước thôi bác sĩ, cái này không phải. Là khuyến cáo là nên hoàn toàn bằng sữa mẹ, tại vì trong sữa mẹ nó có đủ các chất rồi nè, trong sữa mẹ nó có rất là nhiều nước rồi, tại vì sữa là nước, là chiếm thành phần chưa, nó chiếm tỷ lệ rất là cao trong đó, cho nên không cần thiết phải cho thêm những cái chất khác. Nó có nhiều lý do, thứ nhất là cho cái chất khác thì nó làm choáng chỗ cái dạ dày của em bé rất là nhỏ thì nó sẽ không có được đủ lượng sữa cho nó. Thứ hai là khi đưa những chất khác vô thì em bé nó sẽ có sự lựa chọn, như tôi nói hồi nãy là sữa mẹ là tốt nhất nhưng mà chưa chắc nó ngon nhất, ví dụ đưa sữa ngoài vô nó thấy sữa ngon hơn nó bỏ sữa mẹ, cho nên là chỉ cho sữa mẹ không thì khả năng là em bé nó chấp nhận tốt hơn là mình đưa có nhiều ABC, giống như các bạn có thi thi mà thi trắc nghiệm có nhiều câu hỏi để lựa chọn, cái mình đưa nhiều loại sữa cho nên em bé nó chọn thì có đứa nó thích cái này thích cái kia, nhưng mà nói chung là sữa mẹ thì nó tốt cho cái hệ tiêu hóa của em bé hơn, thậm chí cả trí não này kia mình đã coi nãy giờ đấy thì nó tốt hơn, với điều kiện nhấn mạnh là bà mẹ phải ăn đủ các chất, đa dạng các chất và uống đủ nước thì nó mới đủ sữa về số lượng và chất lượng ha. Đó thì tôi nói xong cái phần thứ 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 nhất, đó là cái phần nuôi con bằng sữa mẹ. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu nuôi con sữa mẹ rất là nhiều ha, đọc thêm để mình biết thêm. Cái phần tiếp theo đó là cái cho trẻ em ăn dặm ha. Ở đây nó có một cái chú ý các bạn chỉnh cho tôi một xíu, cho tập ăn từ cuối tháng thứ sáu ha. Tại vì sao? Cho bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu thì hết 6 tháng mới ăn dặm ha. Cho ăn dặm từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng thứ bảy á. Thì nó hợp lý ha. Cũng có trường hợp là cho ăn sớm hơn, ví dụ như bà mẹ thiếu sữa này kia đó thì mình thấy mình cho thêm, hoặc là bà mẹ đi làm 6 tháng đi làm rồi tập ăn sớm một vài tuần cho em bé nó dễ chấp nhận thức ăn, đừng kén ăn. Khi mình tự nhiên mình
cho nó ăn đột xuất ngang xương, nhiều khi bé nó không chưa quen, không chịu ăn, cho nên cái thời điểm này cũng rất là quan trọng để cho em bé nó dễ dàng tiếp nhận cái thức ăn mới nha. Phải tập từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc dần rồi đó ha. Có răng thì chuyển sang thức ăn cứng, cho ăn đa dạng cái loại thức ăn người lớn. Đa dạng ở đây là mình tập từng loại chứ không phải cho lượt nhiều loại vô một cái chén xà bần ha. Tức là nhiều, có nhiều người hiểu là cho tùm lum các thứ vô một bữa ăn, không phải nha. Mình cho nó nhiều loại rồi sao mình sẽ thay đổi hàng ngày để đỡ ngán, chứ không phải là cho một ngày nhiều quá nhiều loại vô trộn vô ha. Rồi thay đổi món ăn và chế biến hợp khẩu vị, tức là nó có nêm tí gia vị cũng cũng phải nêm vô. Hiện tại có hai trường phái, tức là một trường phái là không nêm gì cả, thì đó là cho ăn tự nhiên, thuận theo tự nhiên theo kiểu của Nhật Bản á. Không phải là không có gì, tại vì trong cái rau củ quả thì nó có cái chất ngọt sẵn rồi, giống như trong sữa mẹ. Các bạn nào mà có biết cái sữa mẹ thì cái vị nó không phải là giống như nó ngọt như sữa công thức đâu, mà nó sẽ lạc thôi. Thì cái thứ cho chế biến thức ăn, nếu mà muốn sữa mẹ hoàn toàn thì ăn kiểu kiểu Nhật, mà kiểu Nhật á, cho ăn dặm kiểu Nhật thì cũng cũng dễ chấp nhận. Nhưng mà nếu em bé nó uống sữa ngoài rồi á, các bạn cho ăn kiểu đó thì đôi khi nó không chấp nhận, tại vì cái thức ăn mình chế biến không để gia vị á, thì nó sẽ rất là nhạt, thì có thể nó không chấp nhận. Thì tùy trường hợp thì mình sẽ điều chỉnh cho nó hợp lý. Nói chung là không nêm quá nhiều muối, quá mặn, nó sẽ không có tốt cho cái hệ thận niệu của em bé còn rất là non trẻ ha, thì mình chú ý chỗ đó. Đây là các nguyên tắc ăn dặm em, 1 2 3 4 5, có 5 cái nguyên tắc. Trắc nghiệm đó nha, coi thêm. Cái ô thức ăn, đây là các bạn thấy đây là ô thức ăn cho trẻ thiếu nhi. Và tới 24 tháng thì thấy là sữa mẹ là trung tâm, lúc nào sữa mẹ nằm giữa. Và thức ăn bổ sung là nằm vòng vòng như là đường, bột đường, chất đạm, chất béo, rau và trái cây ha. Bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng này kia đó. Ở đây chất béo thì bao gồm cả dầu lẫn mỡ. Tôi nói là dầu mỡ chứ không phải nói dầu không. Hiện tại bây giờ cái chỗ này một hồi mình sẽ nói thêm, là rất nhiều gia đình là chỉ sử dụng dầu ăn thôi, không sử dụng mỡ. Cho nên nó mất cân đối giữa cái lipid động vật và thực vật trong khẩu phần của em bé. Dĩ nhiên là người lớn chúng ta đó, thì cái khẩu phần ăn thì dầu thực vật chiếm ta cao hơn, nó tốt hơn cho sức khỏe tim mạch. Mà em bé thì nó đang phát triển, nó cần rất là nhiều cái chất dinh dưỡng, trong đó có chất béo động vật, cho nên mình mà kiêng cữ cho nó ăn dầu không thì không có đảm bảo cân đối thành phần dinh dưỡng cho em bé ha. Tí xíu tôi sẽ nói chỗ này một lần nữa trong cái phần sau. Rồi, trong tài liệu cái phần ăn dặm thì bạn tham khảo thêm, nó có bột ăn dặm 5% 10% như thế nào ha. Rồi từ tháng thứ 6 thì mình tập cho nó ăn, lúc tập ăn dặm đó, tập ăn thịt, cá, trứng này kia, tất cả các chất gần như là của người lớn. Tới tháng 9 thì thứ 9 cho ăn thêm tôm cua, tại vì những sản phẩm như tôm cua nó có khả năng nó dị ứng này kia đó, cho nên mình cho nó ăn trễ chút xíu. Và cái đạm của nó cũng không phải là dễ tiêu, cho nên là dễ tiêu hóa, cho nên là mình cho nó ăn khoảng tháng thứ 9 thì nó hợp lý hơn. Rồi có sử dụng dầu và mỡ ha, như đã nói. Ở đây là cái công thức dinh dưỡng cho em bé, các bạn thấy là từ lúc sanh cho tới 12 tháng thì mình gọi là nhũ nhi. Cho nên là cái bú mẹ, sữa mẹ nó nằm ở phía trước, rồi ăn dặm nó nằm ở phía sau. Mà từ 20 12 tới 24 tháng thì cái ăn dặm nó nhảy ra phía trước, tại vì thời gian này là ăn nó quan trọng hơn, bú mẹ nằm phía sau. Nên là tới trên 2 tuổi thì ăn gia đình rồi thì ăn là chủ yếu nha. Cho nên trong quá trình mình tập cho em bé nó ăn dặm rất quan trọng. Có nhiều trường hợp là em bé nó chỉ sử dụng sữa mẹ và sau đó uống sữa công thức và nó không ăn gì cả. Rồi cuối cùng là đến đi khám là vì biếng ăn, mà trong khi một ngày nó uống rất là nhiều sữa nhưng mà nó không ăn, thì đó là mình tập thành cái thói quen xấu, thành cái thói quen sai, thì sữa rất là khó. Cho nên trong quá trình tập ăn dặm thì rất là quan trọng, cho bé được tiếp cận nhiều loại thức ăn đa dạng thì nó sẽ tốt hơn là chỉ có cho nó uống sữa không. Nó cho ăn lỏng phải đặc dần ha,
ăn gì cùng với gia đình, và nên khuyến khích trẻ tự tự ăn ha. Ở cái người người Việt Nam chúng ta thì có hai cái, có cái là vì cưng quá thương quá này kia đó, cho nên là giống như trải thảm lót đường sẵn ở trên rồi, thậm chí ăn cũng phải đưa tới miệng luôn, tới đút hoài hoài tới lớn luôn, cuối cùng em bé nó không biết tự múc ăn ha. Đơn giản khi mà tới khi vào lớp mẫu giáo là không tự ăn được, thì cô giáo đâu có thời gian đâu mà ngồi đút cho từng bé ha. Cho nên nên tập cho em bé cái thói quen mà tự ăn từ nhỏ thì nó sẽ tốt hơn, và nó giảm cái trường hợp, hạn chế những cái trường hợp là gọi là bị biếng ăn ha. Đây là cái mô hình mà ô thức ăn mà tôi mô minh họa và hình ảnh này, sữa mẹ là trung tâm ha. Các cái sản phẩm tinh bột đường nè, các loại ngũ cốc, các loại hạt, rồi chất đạm, thịt cá, trứng, lương, gà, ớt, sữa này kia đó ha, thì nó chứa đạm nhiều. Dĩ nhiên trong cái này nó có những chất khác nữa, nhưng mà mình lấy nguồn đạm chủ yếu ha, rồi dầu và mỡ đây, rồi các loại rau củ trái cây ha, rau trái cây. Đó, đây là chế biến thành món ăn ha. Thịt kho hột vịt nè, bò bít tết nè, cá hồi, sườn ướp la. Rồi đây là những cái thức ăn mà mình sẽ tập cho em bé nó ăn dặm. Rồi tiếp tục tới nhu cầu năng lượng. Thì các bạn tự giới lao 5 phút nha, tôi sẽ tiếp tục cho sau 5 phút nha. Uống nước thì kia vô để hồi nó xem màn hình liên tục là nó bị mất nước. Các bạn nên tí xíu nữa tôi sẽ nói tới nhu cầu nước đó. Các bạn nên uống nước thường xuyên, đừng để khi cho mình mà bị khát. Tại vì khi mà cơ thể mình nó báo động là khát nước thì khi đó cái não mình nó thiếu nước rồi, học học không có vô ha. Trong quá trình học bài đó nên uống nước thường xuyên, đừng để bao giờ cái não mình nó báo động là bị khát nước ha. Bạn bị khát còn học bài không có vô đâu. Thứ hai là bị thiếu máu, học bài cũng không vô luôn, dễ buồn ngủ. Nhất là các bạn bạn nữ thì tháng nào bạn cũng bị mất máu qua kinh nguyệt này kia đó, thì nên thỉnh thoảng kiểm tra coi mình có bị thiếu máu hay không, thì bổ sung cho nó tốt. Cái thiếu máu thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nhiều cái khác, chứ không phải chỉ có một cái là học bài không vô đâu ha. Ở nam thì cũng ít gặp hơn nhưng mà cũng không có chắc, cho nên lâu lâu thì mình cũng nên kiểm tra sức khỏe nha, coi có bị thiếu máu hay không. Khoảng 5 phút nữa tôi sẽ bắt đầu lại ha, 3:25 tôi sẽ nói tiếp.
Rồi chúng ta tiếp tục nhé các bạn. Phần tiếp theo của cái phần dinh dưỡng cho em đó là cái tính nhu cầu năng lượng hay là tính nhu cầu dinh dưỡng á. Các bạn chụp lại cái slide này á, chụp chụp lại để mình làm bài tập ha. Đây là một số cái kiến thức của cái cơ bản đây. 1 gam chất đường, chất đạm, chất lipid, chất glucid á, thì nó cho cái năng lượng tương đương là 49,4 kcal. Còn cái tỷ lệ các cái chất đó trong khẩu phần ăn á thì nó trung bình là đầu tiên khoảng 15%, lipid khoảng 25% và glucid là khoảng 60%. Đây là cái mức trung bình nhé, có nhiều tài liệu có thể viết dao động ví dụ từ 10 đến 15%, 25, 30% gì đó, 60, 65% thì tùy tài liệu mình tổng hợp lại thì cái khoảng cỡ này. Mình thống nhất là mình lấy cái tỷ lệ này để mình làm bài tập sau này nhé. 1 ml sữa mẹ hoặc là sữa công thức thông thường thì nó sẽ cho cái năng lượng là tương đương 0,65 đến 0,67 kcal. Một muỗng cà phê thì quy ước là để đo lượng cho em bé đang uống uống thuốc là vậy đó thì khoảng 5 ml tương đương 5 gram. Cái nhu cầu nước bằng nhu cầu năng lượng, tại vì công thức tính giống nhau nha. Một số trường hợp mà nó có suy dinh dưỡng hoặc là béo phì thừa cân á, thì mình sẽ quy ước là mình đưa về cái cân nặng chuẩn theo tuổi để mình tính cái dinh dưỡng. Thì đó là đưa về đâu, trong cái bảng hồi nãy các bạn thấy á, thì nó có các cái đường -3, -2, 0, 2, 3 trong biểu đồ á, thì mình quy ước với nhau là khi mình tính mà nó có dưới -3 hoặc nó trên cộng 3 đó thì các bạn sẽ đưa cái mức đó về cái đường số 0, tức là mình gọi là tĩnh tiến. Ví dụ cái cân nặng nó nằm dưới -3 thì bạn kéo thẳng nó lên tới đường số 0 nó coi nó nhiêu ký mình tính nha. Thì đó là gọi là tĩnh tiến lên hoặc xuống chỗ đường số 0 đó, để mình tính dinh dưỡng nha. Rồi các bạn chụp lại ha, cái màn hình chụp lại cái hoặc là ghi lại cái slide này. Khi tính nhu cầu năng lượng á, nhu cầu dinh dưỡng thì nó thường thường nó như lệ thuộc vào tuổi, giới, cân nặng này ha, cái nhiều cái mức hoạt động thể lực. Khi mình tính cho các bạn tính cho người lớn á, thì nó nếu mà tính trên kilo cân nặng á, thì nó sẽ ít hơn là trẻ em, tại vì trẻ em nó ngoài cái năng lượng nó cần để cho nó hoạt động á, thì nó còn cần năng lượng để mà về cái nó tăng cân nặng, tăng chiều cao đó, cho nên cái nhu cầu á, trên kilo cân nặng của trẻ em nó sẽ cao hơn người lớn nha. Ở người lớn mình tính thì mình cứ cần tính năng lượng chuyển hóa cơ bản, cái mình nhân với hệ số hoạt động nó ra thôi. Ví dụ người đó làm nghề nông, lao động nông chân tay này kia đó, thì chuyển hóa cơ bản tính ra nhiêu nhân với hệ số hoạt động bao nhiêu đó thì nó sẽ ra. Mà ở trẻ em thì mình phải cộng thêm cái năng lượng để nó tăng trưởng rồi kia đó ha.
Nhắc lại là tỷ lệ là 15, 25, 60 thì tỷ lệ này mình sẽ tính. Công thức tính thì trong tài liệu các bạn có đó. Thì công thức tính năng lượng mà công thức tính nhu cầu nước, nhu cầu dịch xuất nhập đó, thì nó tương tự nhau, chỉ thay đổi cái đơn vị thôi, tức là công thức năng lượng thì nó tính là kilocalo. Cái tên công thức là Holy-Dešega. Những trẻ nào từ 10 ký trở lại thì mỗi 1 ký là 100 kilocalo ha. Những đứa nào mà nó từ ký thứ 11, tức là từ ký thứ 11 trở đi, thì mỗi 1 ký cộng cộng thêm 50 kilocalo. Thì cái công thức này bạn thấy nó 1.000 này cộng thêm 50 kilocalo một ký, tức là 1.000 kilocalo này là của 10 ký đầu á, 10 ký đầu nhân trăm ra ngàn ha. Sau đó mỗi ký thêm từ 11 tới ký thứ 20 đó mỗi ký 50. Rồi cái ký từ ký thứ 21 tới đi á, thì mỗi ký cộng thêm 20, cho nên con số 1.500 này á, tức là 10 ký đầu cộng 10 ký kế là 20 ký á. 10 ký đầu là 1.000 đúng không, cái 10 ký kế mình nhân 50 ra 500 thì cuối cùng là 1.500. Từ ký thứ 21 tới đi mỗi ký 20, cho nên ví dụ một đứa khoảng 15 ký thì bạn cộng ra bao nhiêu, 15 ký thì 10 ký đầu là 1.000, 5 ký kế bằng nha cái 50 là 250 là ra 1.250 ha. Cách tính là như thế. Rồi mình sẽ nói tới vai trò của nước ha, thì là trong tài liệu có rồi, các bạn tham khảo. Nó cần cho phát triển, cần thiết cho cơ thể ha, là dung môi nè, chất bôi trơn, điều hòa nhiệt độ nè, cung cấp các chất khoáng. Công thức tính nhu cầu nước tương tự như công thức vừa rồi, nhưng mà nó như thế chỉ kilocalo bằng ml thôi ha. Và chúng ta có công thức tính nước lượng nước tiểu 24 giờ, coi nó có đủ nước tiểu, lượng nước xuất nhập không đó. Trong 24 giờ thì cái lượng nước tiểu nó phải đạt được ít nhất là 600 cộng với 100 nhân là trừ 1 với n là số tuổi nha. Mình tính như công thức đó. Nguồn gốc của nước thì các bạn tham khảo tài liệu ha, nó có sẵn rồi đó. Rồi vai trò với chất đạm, chất đạm nó có rất nhiều vai trò ha, xây dựng tế bào nè, mô cơ quan, tạo tổ chức tố, các men nè, cái chuỗi là hemoglobin đấy, chuỗi globin, rồi protein vận chuyển, tổng hợp kháng thể, nó cũng là nguồn cung cấp năng lượng nha các bạn, 1 gram protein cho 4 kilo calo ha. Nguồn gốc thì có từ động vật và thực vật ha. Nhưng mà thực vật thì nó thiếu một số vitamin quý, không có, phải bổ sung thêm từ nguồn động vật. Thì các bạn chú ý đây, trong cơ thể có 22 vitamin, trong đó có 8 loại vitamin cơ thể không tổng hợp được. Thì tôi khuyên các bạn nên học thuộc lòng 8 này: leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, creatinine, tryptophan với lại valine. Tại vì ở đây gặp trắc nghiệm rất là nhiều ha. Thì mình học 8 cái thôi, còn thằng 14 thằng khác thì nó không nằm trong nhóm này thì dĩ nhiên nằm nhóm bên kia, cho nên khi gặp trắc nghiệm mà các bạn sẽ dễ lựa chọn hơn, chứ đừng có học hai cái hai bên là không nhớ gì hết trơn, dễ lộn.
học 8 cái thôi. Ví dụ tôi cho trắc nghiệm acetamin cơ thể không tổng hợp được, chọn câu sai thì dĩ nhiên nó sẽ có ba ba trong số mấy này, với là một cái nằm lạ lạ thì mình chọn kia. Ví dụ cứ lộn qua lộn lại ra cả 100 câu ha, cho nên các bạn phải chú ý. Thuộc dùm 8 này: nhu cầu đạm thì nó tùy thuộc vào lứa tuổi và chất lượng protein, mà cái chế độ ăn hợp lý á, thì đạm động vật nó chiếm 50 tới 70% tổng số đạm. Hồi nãy mình nói là cái số tỷ lệ trong khẩu phần của đạm trong khẩu ăn là 15%, phải không? Trong 15% này thì đạm động vật phải chiếm từ 50 đến 70%, nha. Hiểu cái này không? Tức là chủ yếu là đạm động vật á. Đây là những cái thức ăn cung cấp chất đạm, như là các loại cốc này, nó có các loại hạt nè, các loại đậu á, rồi thịt, cá, trứng, sữa, heo, thịt bò, chứ có lượng lượng đạm. Các bạn có thể lên mạng, các bạn tải về bảng thành phần thức ăn Việt Nam đó, thì nó sẽ cho các bạn là trong 100 gram nó có bao nhiêu chất đạm, chất béo này kia trong đó đó, thì đấy mình áp dụng, mình làm bài tập cũng được. Cái bảng mới nhất là năm 2007, các bạn có thể lên mình tải bảng PDF về coi ha, là bản thành phần thức ăn Việt Nam, còn tải không được thì báo tôi chuyển Zalo cho tải nha, chuyển mail cho. Chất béo thì mình sẽ quay lại chất béo hồi nãy mình nói trong cái phần kia, là trong cái ô thức ăn đó, chất béo bao gồm cả dầu lẫn mỡ ha. Thì 1 gram chất béo nó cho 9 kcal, thì nó là cũng là cung cấp cái năng lượng, cung cấp cái axit béo, rồi các vitamin tan trong dầu. Ở đây nó có một cái chú ý: thành phần của màng tế bào mô não nha. Cho nên mà mình cho em bé nó ăn không có thành phần chất béo không cân đối, không đầy đủ, thì nó sẽ cái mô não nó không tốt rồi nha, thì nó ảnh hưởng tới IQ, trí thông minh sau này. Thì bạn thấy có dầu thực vật và mỡ động vật ha, mỡ cá cũng rất là tốt, chứ mấy cái axit béo không no cần thiết đó. Và chú ý á, hồi nãy mình nói là chế độ ăn nó chiếm 25% ha, trong khẩu phần á, nhưng mà lipid động vật nên chiếm khoảng 70% tổng số lipid. Cái vấn đề này là mình đang làm ngược lại hoàn toàn ha. Ở trẻ em á, tôi hỏi rất nhiều bà mẹ, trên 90% gia đình là đang sử dụng dầu ăn hoàn toàn, không có sử dụng mỡ, và thậm chí rất là nhiều gia đình là không cho em bé nó ăn mỡ luôn, thì cái tỷ lệ này nó đảo ngược lại, không có phù hợp cho em bé. Nên để cho em bé nó ăn tốt thì mới cho ăn mỡ động vật nhiều hơn, lipid động vật á, mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà, mỡ cá đó, thì ăn nhiều hơn thì nó sẽ thông minh hơn. Chỉ có một câu chuyện là nhiều người nói bây giờ ăn mỡ độc lắm bác sĩ ơi, lý do là người ta sợ là nuôi các gia súc gia cầm mình luôn bằng hóa chất thôi. Còn lại thì cái mỡ thì nó tốt cho em, trí não của em bé thôi. Nên cái về vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm và các thuốc bảo vệ thực vật bây giờ là cái vấn đề rất là nhức nhối hiện tại. Tất cả các ăn bây giờ nó có người ta gọi là hóa chất này, cái độc hại rất nhiều, thì mình chú ý mình lựa chọn organic hay gì đó, hoặc là tự tự cung tự cấp, tự trồng tự ăn. Tôi thấy rất nhiều nhà bây giờ, thậm chí ở thành phố luôn, có cái sân thượng chừng 10 mét vuông, người ta có thể trồng rau ăn không hết rồi. Để mình tận dụng mình làm, trồng rau thủy canh hay gì đó, bán thủy canh gì đó. Đây là mỡ ha, mỡ ăn người giàu ăn. Thực tế là các bạn thấy rằng ở đi chợ bây giờ mà đi siêu thị các bạn đâu có thấy bán mỡ ăn, tức là bán mỡ mỡ ký có, mà bán cái chai mỡ ăn thì không có, cho nên là người ta thường ta lựa chọn dầu cho nó tiện. Còn mình muốn có mỡ thì mình phải mua gì mình thắng ra, nó mất thời gian. Nên nhiều bà nội trợ bây giờ người ta cũng có làm. Thứ hai là người ta quan điểm là quan niệm rằng cái mỡ nó không có tốt cho em bé, không cho ăn. Thật ra ngày xưa tôi cũng ăn mỡ thôi, con thấy mỡ mình mua mỡ bà rọi này bằng mỡ lưng mà mình thắng ra hay cái lấy tép mỡ mình ăn cũng ngon, đúng không?
mới thắng xong giờ này cơm chín nóng nóng lấy tép mỡ xong rồi chan nước mắm tỏi ớt bỏ dưa leo vô ăn được rồi. Còn thôi lấy tép mỡ này kho khô kho quẹt thì nó kho ăn được, hoặc kho tộ cá nữa ha, cũng rất là ngon. Lấy tép mỡ chiên trứng ăn cũng được luôn. Thế mình nói là nói đang nói trẻ em nghe, còn người lớn mình mà nó mỡ máu đi biết mà ăn ba cái mỡ vô thì nó không tốt chứ. Chứ không khuyến cáo là cấm ăn mỡ đâu nha, cho nên mình chú ý. Em bé thì cái tỷ lệ lipid động vật nó chiếm 70%. Thứ ba là chất tinh bột đường á, đây là các bạn chú ý là chất cung cấp năng lượng chủ yếu nha, nó khác hai đằng kia là chất cung, cái đây là chất cung cấp năng lượng chủ yếu, tại vì sao nó chiếm tới 60% nha. Nên thi trắc nghiệm của trường bị hố nha. Cho chất cung cấp năng lượng chủ yếu chọn hàng đường ha, bột đường nha, rồi nó tham gia cấu tạo mấy cái này ha. Phần năng lượng duy nhất cho mô não tế bào máu tủy, cho nên các bạn nhớ có mình có một cái bài cấp cứu sau này các bạn học, đó là bài hạ đường huyết. Tại vì á cái não nó chỉ xài được cái gluco thôi, cho nên nó là hạ đường huyết là một cấp cứu nội khoa, nếu mình không có cấp cứu kịp thời á, hạ đường huyết nó sẽ tổn thương tế bào não, nó gây không hồi phục luôn á, cho nên hạ đường huyết là cấp cứu nội khoa. Còn tăng đường huyết thì có thể không đến nỗi, mà hạ đường huyết là rất là nguy hiểm nha. Nguồn gốc của chất tinh bột đường thì nó cũng có trong các loại rau củ, các loại hạt, các loại đường hoa quả mật ong này đó nha. Mình tham khảo thêm lúc làm bài tập thì là chiếm 60% tổng nhu cầu năng lượng. Rồi các nhu cầu vitamin nước khoáng thì các bạn sẽ tham khảo thêm nhé, canxi, phốt pho tạo xương nè, phốt pho cần cái trúc màng, phốt pho lipid màng đấy. Canxi thì cần cho hoạt động cái thần kinh cơ, rồi nó còn là yếu tố đông máu, yếu tố 4 đúng không, các bạn học với yếu tố đông máu rồi. Rồi cân bằng nó điện giải là natri kali, cân bằng kiềm toan đấy. Sắt thì tạo hồng cầu, iốt thì cần tuyến giáp giúp cho sự phát triển thông minh gì đó ha. Còn về cái này là cái nhu cầu hàng ngày. Các vitamin mình cũng tham khảo thêm, ở đây không có thời gian để nói với các bạn là từng cái vitamin đâu, cho nên mình tham khảo thêm. Ở đây thì họ mình chỉ nói được cái là thiếu vitamin A với D thôi, hai người đó ha. Còn những vitamin khác mà tham khảo thêm. Thật ra cái chế độ ăn mình là thiếu vitamin rất nhiều, cho nên là mình chú ý cái đôi khi mình thiếu mình không hay. Thiếu vitamin nó được còn gọi là một cái gọi là thiếu vi chất dinh dưỡng đấy, vitamin khoáng chất mình nó thiếu thì hiện tại nó gọi là thiếu vi chất dinh dưỡng, thì nó được gọi là nạn đói tiềm ẩn. Tới khi nó biểu hiện ra thành triệu chứng lâm sàng thì nó đã nặng rồi, cho nên các bạn chú ý đôi khi thiếu mình không có kiểm tra, không có quan tâm thường thì mình sẽ không phát hiện được. Cuối cùng là đợi tới khi mà nó báo động lên thành triệu chứng lâm sàng thì nó rất là trễ rồi ha. Ở đây là cái nhu cầu vitamin hàng ngày. Ở cái bài tập để chút xíu tôi sẽ chiếu cái bài tập tôi đánh có dấu cho bạn coi cho nó rõ ha, chứ không cần chép cái này đâu, sẽ chiếu lên. Rồi. Đây là những thức ăn cung cấp chất đạm đây. Thịt ha. Gà nó cũng cung cấp đạm ha. Cá. Tôi sẽ chiếu cái bài tập để các bạn chuẩn bị nữa đi lâm sàng thì các bạn sẽ được sửa lâm sàng ha. Các bạn chép bài tập này vô chụp màn hình hay là chép gì vô đó cũng được, tùy các bạn chép. Rồi các bạn chép vô ha. Chép
là chụp vô đó các bạn, chép vô đi. Tình huống thứ nhất, trẻ trai 16 tháng 7 kg cao 70 cm, phân loại dinh dưỡng theo WHO, tính nhu cầu năng lượng protein lipid glucid, tính nhu cầu nước, tính nhu cầu muối khoáng và vitamin A, vitamin D, tính bữa ăn cụ thể cho bé trong một ngày. Thì trong bữa ăn nó kèm theo 200 ml sữa tươi đó. Ở dưới này là người ta cho sẵn là 100 g các loại thịt cá thì kia đó, nó có chứa bao nhiêu chất gram đạm đó, thì mình có thể mình làm. Rồi các bạn chép vô, chép xong rồi tôi sẽ chiếu tình huống thứ hai đi các bạn chuẩn bị nữa. Mình có hai tình huống nha, là tình huống mẫu thôi. Rồi các bạn sẽ chép tình huống thứ hai. Bé gái 14 tháng 6 kg cao 70 cm, cũng tương tự phân loại dinh dưỡng theo WHO, hỏi tiền sử dinh dưỡng, so sánh nhu cầu dinh dưỡng thực tế với lý thuyết, điều chỉnh nếu cần. Là cái thực đơn đó, người ta cho sáng nửa chén cháo cá lóc, trưa nửa chén cơm với thịt nạc gà kho, thịt gà, bữa phụ là một miếng phô mai con bò cười ha, buổi chiều là một chén hoành thánh với 50 g thịt heo, buổi tối là 120 ml sữa năng lượng cao. Đó là mình các bạn tính giữa lý thuyết rồi giữa thực tế, nó ăn như thế đó nó có phù hợp hay không, điều chỉnh nha. Rồi chúng ta tiếp tục nha.
Sẽ tới cái phần vitamin A và vitamin D, thì cái bài này nó không có khó, nó nội dung trong cái tài liệu nhi một nhi hai các bạn tham khảo cũng rất là dễ hiểu, chỉ nói thêm một số cái thôi. Mình nắm được cái vai trò sinh lý của vitamin A nè, có 8 triệu chứng lâm sàng của bệnh thiếu vitamin A phải nắm, rồi cái phác đồ điều trị tấn công dự phòng thiếu vitamin A là như thế nào ha, thì mình sẽ coi cái nó. Thì vai trò vitamin A nó có 5 cái vai trò. Thứ nhất là vitamin A là vitamin nó liên quan tới tăng trưởng, nó giúp trẻ phát triển cân nặng chiều cao, giúp biệt hóa các tế bào ha. Yêu cầu thứ hai là hệ thống miễn dịch. Ảnh hưởng đến tế bào miễn dịch. Cái nhu cầu thứ vai trò thứ ba là vitamin A với cái lớp thượng bì của da niêm mạc mắt. Tức là nó bị khóa đó, ha. Nếu mà mình không có, nếu nó thiếu A nó sẽ dễ bị khô mắt, bị nhiễm trùng da niêm mạc ha, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu. Vitamin A và tế bào thị giác giúp cho sức nhìn tốt lúc mà chiều tối đó. Cho nên nếu mà nó thiếu thì nó dễ bị quáng gà, thậm chí sau cái đó nó mù luôn ha. Và vai trò thứ năm đó là vitamin A và tỷ lệ tử vong. Người ta tìm thấy cái mối liên quan giữa cái thiếu vitamin A và tỷ lệ tử vong em bé. Nếu thiếu A thì nó làm tăng tỷ lệ tử vong của trẻ em, thì đó là năm cái vai trò lớn, các bạn phải nhớ năm vai trò đó ha. Về lâm sàng thì ở đây nó có 8 cái triệu chứng lâm sàng các bạn tham khảo thêm, ví dụ như quáng gà, khô kết mạc, có bệnh bí tót và khô giác mạc. Thì 4 cái triệu chứng này á, khi mà mình thấy có thiếu thì kia là mình điều trị thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn, nó không để lại di chứng. Ở đây là cái bệnh bí tót là các bạn thấy ở cũng mạc vùng rìa thái dương hay cái phần trắng trắng này nè, còn cái tròn tròn màu trắng này là bóng đèn không phải. Đây là cái kết mạc, cái vùng mà là trồng trắng á, nó trắng trắng nó sần sần nó bị dày lên nè, thì đó là vạch vi tót. Các bạn có thể lên Google, các bạn gõ lên vạch vi tót ha, các bạn coi phần hình ảnh đó, image hoặc là hình ảnh đó, thì sẽ thấy được rất là nhiều cái hình khác nhau, bạn có thể xem thêm ha. Rồi đây là triệu chứng của bong tróc của cái kết mạc này, khô bong tróc nè ha. Kết mạc, kết mạc là cái tròng trắng nha, giác mạc là cái tròng đen nha. Rồi 4 triệu chứng lâm sàng nặng hơn đó là X3, X3B, XS, VF. Thì khi nó xảy ra những cái triệu chứng này thì khi hồi phục điều trị rồi nó sẽ để lại di chứng, nhẹ nhất là để lại cái sẹo giác mạc đó, ha. Khi có loét nhuyễn là khi nó hồi phục nó sẽ để lại sẹo. Còn cái đặc điểm của từng cái X này đó thì các bạn coi thêm trong tài liệu nó sẽ có sẵn rồi nha. Đây là loét giác mạc, người ta nhuộm thấy nó bắt màu đây ha. Sau khi loét để lại sẹo là cái vùng mờ trắng này, nó là cái vùng sẹo sau khi nó loét rồi ha. Còn thủng giác mạc phổi móng mắt ra ngoài nó gây mù lòa, đây đây là trường hợp nặng, rất nặng. Nhưng mà hiện tại do chương trình phòng chống cái suy dưỡng của mình kết hợp với chương trình phòng chống thiếu vitamin A đó, thì em bé được uống vitamin A mỗi 6 tháng trong 3 năm đầu á, cho nên cái tỷ lệ mà nó thiếu vitamin A nặng thì hầu như nó không còn nữa, nó chỉ còn thiếu ở mức độ nhẹ thôi, xét nghiệm thấy thôi nha. Thì cận lâm sàng thì các bạn có thể xét nghiệm retinal huyết thanh, thì ở Nhi đồng Cần Thơ thì chưa làm được cái này, bệnh viện khác thì lớn hơn trên Sài Gòn thì có thể có làm, những trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao á có làm cái này. Còn mình thì đa số chẩn đoán mình dựa vào lâm sàng và hỏi tiền sử ha. Thì retinal huyết thanh dưới 20 mg phần trăm được gọi là thiếu, và nếu nó dưới 10% là dự trữ vitamin A cơ thể cạn kiệt ha. Nó cái hai cái mức đó. Mình coi xem.
Về điều trị thiếu vitamin A cho em thì nó có chỉ định tấn công và dự phòng thì có ghi trong tài liệu rồi, mà tham khảo thêm thì nó có bốn chỉ định tấn công. Tổn thương ở mắt, suy dinh dưỡng nặng, suy dinh dưỡng kèm theo những bệnh lý sởi, ho gà lao, suy dinh dưỡng kèm nhiễm trùng tái phát, thì đó là những cái ở giờ tái phát cho anh em á, đây là những cái chỉ định của tấn công. Khi tấn công thì cái liều lượng của nó là có trẻ lớn hơn 1 tuổi và trẻ nhỏ hơn 1 tuổi. Trẻ lớn 1 tuổi tổng liều đó là 200 ngàn đơn vị, mình sẽ cho ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ bảy, mỗi lần ngày là 200 ngàn đơn vị. Ở trẻ dưới 1 tuổi thì 300 ngàn đơn vị tổng liều, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ bảy. Có một số tài liệu là viết từ ngày thứ bảy tới ngày thứ 14 cũng được ha, tức là cái uống lần thứ ba đó thì uống cách ra để cho nó hạn chế tình trạng ngộ độc vitamin A thôi, nhưng mà thường thường nó sẽ không xảy ra, tại vì cái liều độc là tới trên 600 nha, uống một lần trên lần 600 nó mới bị ngộ độc. Dự phòng có ba cái ha, thì mới là có tỷ lệ vùng bệnh không mắc cao. Ở đây nó bỏ cái hồi nãy là có bị triệu chứng lâm sàng mà, đây tỷ lệ không mắc thôi, bỏ xiêm dưỡng ra thì còn sởi ho gà lao ha, nhiễm trùng ở đường da niêm tái phát thì nó bỏ phần xiêm dưỡng ra, thì mình thấy đó là dự phòng. Thì cái phác đồ dự phòng là có uống mỗi 6 tháng, cái này là chương trình phòng chống thiếu vitamin A của quốc gia đó. Thì trẻ mà dưới 12 tháng thì nó uống 100.000 đơn vị cái viên màu xanh, còn 12 tới 36 tháng thì uống 200.000 đơn vị cái viên màu đỏ. Tất cả bà mẹ sau sinh trong vòng tháng uống 200.000 đơn vị, cái này là chương trình quốc gia. Ngày đầu ngày 1 tháng 6 và 1 tây tháng 12 là hàng năm là trẻ nó đi uống vitamin A. Đây là có chương trình hồi đó giờ cũng lâu rồi. Vitamin A thì cái viên màu đỏ là 200.000 đơn vị, còn viên màu xanh là 100.000 đơn vị. Cái viên này là viên AD dầu cá đó. A 5.000 đơn vị, D 400 hoặc 200. Còn ở đây là viên vitamin A con nhộng là viên 5.000 đơn vị vitamin A không. Ngộ độc vitamin A thì rất là ít xảy ra, tại vì cái viên mà hàm lượng cao chỉ phát trong chương trình thôi, không có bán ngoài, nên mình cũng không có mua được ở ngoài, cho nên khả năng là ngộ độc cũng rất là thấp. Nếu có xảy ra thì nó chỉ là triệu chứng giống như là viêm não, màng não, giống viêm não hơn. Cần loại trừ thì mình phải chọc dò tủy sống này kia, mà cái này thì không cần thiết. Nếu mà có tiền sử uống cái đó rồi thì tự nó sẽ hết thôi. Ngộ độc mãn tính thì có rất nhiều triệu chứng này kia, như là chán ăn, ngứa, viêm to, dấu hiệu dày trên xương dài, thân xương dài, xét nghiệm thấy vitamin A tăng cao trong huyết thanh. Và có một cái đặc điểm nữa đó là triệu chứng là vàng da lòng bàn tay, lòng bàn chân. Mà chú ý nghe, vàng da lòng bàn tay, lòng bàn chân, nhưng mà cái kết mạc mắt, tức là cái tròng trắng của mắt, nó không có vàng, thì khả năng là nó bị thừa vitamin A đó, mãn tính nha. Cái này cũng thỉnh thoảng cũng gặp ở lâm sàng. Tức là bé đó, nó uống theo chương trình quốc gia phòng chống thiếu vitamin A rất là tốt, mỗi 6 tháng đều uống, kết hợp với nhà bà mẹ lo lắng nó thiếu cho ăn quá trời những thực phẩm giàu vitamin A đó, cuối cùng ra nó thừa, nó vàng ha. Nên mình cũng chú ý cái gì nó cũng vừa phải thôi, chứ mà thừa quá cũng không có tốt nha. Thì chương trình phòng chống thiếu vitamin A là ngày 1 2 tháng 6 và ngày 1 tháng 12 nha. Rồi vitamin D và bệnh còi xương là cái phần cuối cùng thì tôi sẽ nói với các bạn. Cái này nó liên quan tới cái tình trạng thấp còi của trẻ em Việt Nam hiện tại đó, tức là thiếu vitamin D, thiếu canxi nó gây còi xương nha. Dĩ nhiên là thiếu nhiều chất khác nữa, nhưng mà đây là cái yếu tố chính. Thì mục tiêu của bài này là các yếu tố thuận lợi gây bệnh còi xương thiếu D. Có 3 thể lâm sàng. Triệu chứng và điều trị, biến chứng và phòng bệnh. Thì mình nói cái nguyên nhân á, thì do thiếu cung cấp,
không hấp thu được D và do thiếu ánh sáng mặt trời thì cái không được phơi tắm nắng này kia đó thì nó cũng chiếm tỷ lệ khá cao ở ở Việt Nam đấy. Bây giờ đỡ hơn một chút xíu là do có vitamin D dạng nhỏ giọt này kia cho em bé nó uống thường xuyên thì cũng góp phần đó, giúp cho em bé nó bớt tình trạng còi xương nhá, nhưng mà không phải là tất cả các bé đều được uống. Nó không phải là chương trình quốc gia cho nên nó cũng không được miễn phí, phải tự mua. Còn trong khi phơi nắng thì miễn phí tự phơi, nhưng mà cũng là gia đình đa số là cũng không có phơi thời gian, hay là không cứ sợ em bé ra nắng ra gió nó bị trúng nắng trúng gió rồi đó, cho nên là cuối cùng là cũng không có phơi thì cũng làm cho tỷ lệ thiếu nó cao lên. Có thuận lợi thì có tuổi càng nhỏ càng dễ bị, màu da đen dễ bị hơn và di truyền phải có ha. Về lâm sàng á thì nó có ba thể, là thể cổ điển trên 6 tháng, thể trẻ dưới 6 tháng và còi xương bào thai, thì có ba thể đó các bạn tham khảo trong tài liệu. Ở đây tôi chỉ nói, nó có nói chung lại, tức là bệnh lý còi xương do thiếu D cho em nó có mấy cái triệu chứng chính, đó là biến dạng xương, hạ canxi máu, giảm thị lực cơ và thiếu máu. Đó là bốn cái nhóm triệu chứng chính của tất cả các cái thể này, ba thể này. Thì tùy cái thể nó lứa tuổi nào mà nó biểu hiện nhiều hay ít ha, thì mình sẽ lấy về cái biến dạng xương á, thì mình sẽ lấy cái hình ảnh này để mình minh họa cho các bạn coi về cái biến dạng xương. Đây là một đứa bé nó có còi xương thì nó có những vị trí nó có thể bị, và tùy lứa tuổi nó sẽ biểu hiện khác nhau. Ví dụ như cái vùng đầu mặt cổ nè thì có những biểu hiện gì, khi mới sinh ra nó thì em bé nó sẽ làm sao, gọi là còi xương bào thai đó, thớp nó rộng nè, đường kính thớp nó rộng hơn bình thường, các cái đường nối thớp nó không có khít lại, nó hở, mình sờ cái sọ nó có dấu hiệu nhuyễn sọ lục bục gì đó ha. Rồi lớn lớn chút xíu thì nó sẽ có bú chẩm, bú trán, bú đỉnh, bú trán là gọi là trán dồ đấy. Bú đỉnh là khi mình sờ đầu nó không có tròn mà nó không có đều mà nó có những u cục ha. Xương gò má nhô cao, bé nó bị hô, răng nó mọc không đúng thời điểm, thì đó là những cái đặc điểm của vùng đầu mặt cổ khi nó có còi xương nha. Răng hô trán dồ không phải là di truyền đâu nha, những còi xương đó ha. Cái nữa là cái tay và chân á, thì nó sẽ có gọi là gì, tay cắn vá nha. Rồi vòng cổ tay cổ chân, đó là cho những cái đầu xương dài nó phình ra, mấy chỗ này cái vòng cổ tay cổ chân. Rồi chân thì nó đi cong ra ngoài, gọi là chân chữ O hoặc gọng kiềng đó, hoặc là cong vô trong thì nó là chữ X ha. Đó là những cái đặc điểm của biến dạng xương. Rồi cái chiều cao nó thấp, chiều dài nó thấp, nó ngắn nha. Rồi có những cái u cục dọc theo cái điểm nối giữa xương và sụn với hai bờ sườn đó, hai bên xương sườn đó, gọi là chuỗi hạt sườn ha, cũng có. Rồi cái ngực nó có thể nó lõm vô hoặc là nó nhô lên nhọn ra, gọi là ngực ức gà. Đây là rất nhiều triệu chứng của biến dạng xương có thể gặp. Rồi đầu mép, đầu đầu đầu, đầu cái đầu nó bị lép, nó bị méo, nằm nghiêng bên nào nó lép bên đó ha. Nhưng mà trong 6 tháng đầu á, nếu mà không xoay trở tốt thì nó bị biến dạng cái đầu. Ở Việt Nam mình thì chưa có cái dụng cụ để nắn chỉnh cái đầu cho tròn, ở đâu nước ngoài nó có. Hiện tại Việt Nam mình thì chỉ có kê qua kê lại cho nó lép đều hai bên thôi, nếu mà hoặc là lấy tóc để che. Có nhiều bạn bị méo cái đầu hay tóc che lại thôi, còn ở nước ngoài người ta có dụng cụ nó người ta chỉnh trước 12 tháng chỉnh lại. Rồi nó còn cái trên đầu đó là cái dấu hiệu rụng tóc, hay gọi là mà chiếu liếm vành khăn này đó. Ở miền Nam mình gọi là chiếu liếm, ở miền Bắc thì vành khăn. Nó rụng tóc ở một cái quần phía sau, rụng tóc ha. Đây gọi là chiếu liếm, cũng cả bên thấy bên này luôn, bên cái vùng đầu bên này, rụng tóc rất nhiều.
tráng giò ha, bú tráng. Gà. Gà đấy. Có thể có gù vẹo cột sống ha, tư thế. Ăn chữ ít ha. Vòng cổ tay này. Chiều cao thang nghe thấp. Đây là một gia đình, các bạn thấy là XO đây, X đây ha, chân dế thì chữ O rồi ha, chân chữ O đây. Chữ X thì rất là nặng nè ha. Đây. Có biến dạng đây. X quang thì thấy nó phình mấy cái đầu xương dài lên. Hoặc là nó bị mòn xương, khuyết xương đây. Cái chỗ này người ta gọi là nút chai sâm banh này, nó khuyết xương vòng vòng, khuyết hình đáy chén, nút chai sâm banh. Tập tài liệu mà thấy những cái dấu hiệu đó trên X-quang. Và điều trị thì tùy cái thể, thì mình điều trị có thể là mình điều trị vitamin D đơn thuần hoặc là phối hợp với điều trị cả vitamin D lẫn canxi. Thì phần điều trị là trong tài liệu tôi đã cũng có trình bày rồi, các bạn tham khảo thêm. Ví dụ thời thời cổ điển thì điều trị bằng vitamin D thôi ha. Rồi. Thế còn xương sớm thì điều trị song song cả vitamin D và canxi, thậm chí là phải điều trị cho mẹ luôn nếu mà nuôi con bằng sữa mẹ nha. Và xương bào thai thì cũng giống như thể sớm thôi nha. Có thể có một số biến chứng trong còi xương, ví dụ như viêm phổi do nó biến dạng lồng ngực, nó co giật do bị tetany, suy tim hạ canxi, và thậm chí là có thể ngộ độc vitamin D do mình điều trị liều cao. Về phòng chữa phòng bệnh của còi xương thì kia thiếu vitamin D đó, thì các bạn chú ý là nên chú ý bỏ tập quán mà nằm buồn tối sao xanh để cho em bé nó phơi nắng nha. Đối với phụ nữ mang thai mà không ra nắng được thì uống vitamin D, phát hiện sớm điều trị sớm. Rồi cái phần trình bày của tôi hôm nay về mấy cái phần dinh dưỡng nhi thì tạm thời như thế. Các bạn có thắc mắc các bạn gom mấy câu hỏi lại gửi tôi sẽ giải đáp cho các bạn luôn ha, cho nó tiện. Thắc mắc gì đó hoặc là đến đi thi lâm sẽ đi lâm sàng thì gặp thì mình lại thì mình trao đổi thêm. Thì đó là cái phần dinh dưỡng của tôi, nó hướng dẫn các bạn đi lâm sàng có thêm một cấp cứu nữa, tới cấp cứu thì tôi sẽ nói thêm nha. Rồi cái bài tập thì các bạn cứ về cứ đọc, rồi đọc bài rồi coi làm thì làm trước, rồi đi lâm sàng mình sẽ sửa. Cái bản phân loại dinh dưỡng thì tôi gửi cho các bạn, cần thì bạn in ra, tôi gửi trên trên mail của lớp trưởng đi. Cái bản cái file mà phân loại dinh dưỡng đấy, còn làm các bạn làm biến anh thì cứ ra ngoài mua thêm về coi. Rồi. Thế ha. Rồi chắc tạm chia tay ha. Có gì thì mình sẽ gặp nhau ở bệnh viện khi mà dịch giả nó đã đi bệnh viện lại. Rồi, chào các bạn ha.